Hello, dạ yeah, hi. Xin chào cả nhà. Đây là khoa học và xét nghiệm Hà Nãi hàng tuần, và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái đề tài về tập thể dục khi nào là tốt nhất cho cái sự nghiệp của mình. Hiện tại mình là một trong một số người Việt Nam có trong cái chương trình gọi là thân khỏe dáng khỏe, thân khỏe dáng trẻ của nhóm Gear Queen Essential, là cho đi một kiểu gì thân túng nhất của cái nhóm người Việt Nam này. Thì trong cái chương trình thân khỏe dáng trẻ đó là nó mình bảo đảm với các bạn là sẽ có kết quả trong vòng 30 ngày, bảo đảm nếu các bạn đi có kỷ luật 3 bước là ăn uống đúng là một, cái thứ hai tập thể dục, và cái số 3 là dùng thực phẩm bổ sung như chỉ định, thì các bạn sẽ có kết quả chắc chắn 100% trong 30 ngày. Và chương trình này tụi mình có hai khoa học gia, một hai bác sĩ gì đó, rồi một số y tá, và có hai vị là physician specialist tức là y sĩ đó, và có cả bác sĩ đông y nữa. Thành ra tụi mình có cũng có bác sĩ dinh dưỡng nữa để hỗ trợ và theo dõi và để hướng dẫn các bạn. Thành ra chương trình này có rất nhiều chuyên gia về dinh dưỡng và trong ngành y tế, để mà hỗ trợ những bạn nào mà tham gia cái chương trình này. Thì nói tóm lại, bây giờ mình trở lại cái câu hỏi mà các bạn khách hàng của mình á, thì hỏi rằng là tập thể dục ở thời điểm nào tốt nhất. Thì cái câu trả lời đó là để mà mình có thể đốt cháy lượng mỡ. Cái câu trả lời sẽ áp dụng cho hai thành phần, mình xin lỗi, thành phần thứ nhất là thành phần còn khỏe mạnh nhá, và đi theo cái chương trình giảm mỡ tăng cơ này. Thành phần thứ hai dành cho các bạn bị tiểu đường rồi nhá. Thì bây giờ mình nói về cái thành phần trước cho cái thành phần khỏe mạnh, thì các bạn cái câu kết luận đó các bạn là mình sẽ đốt cháy lượng mỡ trong cơ thể nhiều hơn một cách đáng kể trước khi khi tập thể dục trước bữa ăn nhé. Thì bây giờ đó, tại vì cái lý do là có một cái nhà sinh lý học về thể dục từng đoạt giải Nobel nha các bạn, thì cho biết rằng ông luôn chạy 1 dặm mỗi sáng trước khi ăn sáng. Thì nếu mình tập thể dục sau bữa ăn đó, cái cơ bắp của mình có thể hút một cái lượng đường dư thừa trong máu để lấy năng lượng. Nhưng mà thay vào đó, nếu mình tập thể dục trước bữa ăn đó, cơ bắp của mình phải sử dụng cái năng lượng dự trữ, và cuối cùng đốt cháy chủ yếu là cái sự kết hợp giữa glycogen và chất béo. Glycogen là cái thành phần mà dự trữ năng lượng cho mình. Thì do đó khi mà mình trước bữa ăn thì cơ thể mình sử dụng cái năng lượng mà dự trữ từ glycogen và đốt mỡ cho mình luôn ha. Thì điều đó giải thích tại sao mình đốt nhiều chất béo hơn khi tập thể dục lúc đói. Nhưng mà còn câu hỏi nữa, cái lượng chất béo mà dư thừa được đốt cháy trong suốt thời gian còn lại trong ngày thì sao? Thì các bạn ạ, giờ nói về glycogen một tí nhé. Glycogen nó không chỉ là một cái nguồn dự trữ năng lượng mà nó còn hoạt động như là một cái cảm biến mà nó có khả năng kích hoạt khi cho các cái quá trình mà trao đổi chất trong cơ thể của mình. Thì nếu mình tập thể dục trước bữa sáng có thể làm cho cạn cược, nó có thể làm cho cạn kiệt tới 18% cái lượng glycogen dự trữ trong người của mình. Và cái sự cạn kiệt đó có thể đóng một vai trò như là một cái lời kêu gọi mạnh mẽ, nó kêu gọi các mô mỡ của mình bắt đầu tăng thêm cái trọng lượng của chính nó, của chính chúng đó, bằng cách là phân hủy nhiều chất béo hơn. Đó, thì cái lượng, do đó cái lượng glycogen dự trữ mà càng giảm thì lượng mỡ mất đi trong ngày 24 tiếng đồng hồ trong ngày của mình càng lớn. Thì thế thì câu hỏi kế tiếp là mình phải nhịn ăn bao lâu để cái kích hoạt hiệu ứng, cái hiệu ứng này các bạn nhá. Thì 6 giờ là có đủ, là có thể là đủ. Vì vậy không nhất thiết là mình phải trước bữa sáng. Nếu đúng giờ mình có thể tập thể dục trước bữa trưa muộn, hoặc là nếu mình ăn trưa đủ sớm thì mình và ăn tối đủ trễ cách nhau 6 tiếng thì mình có thể tập trước khi mình ăn buổi tối các bạn nhé. Rồi thì nếu mà mình không tập thể dục trong trạng thái nhịn ăn, thì có những người cũng đặt ra câu hỏi là nếu mình không tập thể dục trong trạng thái nhịn đói đó, nhịn ăn đó, thì mình ăn gì không? Thì cái thức ăn mà mình ăn đó, nó có quan trọng không? Đúng, có. Tại vì cái việc giải phóng insulin sau bữa ăn dường như nó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc ngăn chặn sự phân hủy chất béo. Và nó giải thích tại sao những cái thực phẩm mà có chỉ số đường huyết thấp đó, có thể ít có tác dụng hơn như là các loại đậu các bạn. Thành ra nếu các bạn nào bây giờ như vậy, nếu các bạn nào cảm giác như muốn tập thể dục sau bữa ăn, thì mình ăn sau bữa ăn thì mình ăn đậu. Trong cái bạn nào ăn đậu thì có thể vấn đề tập thể dục sau bữa ăn hay trước bữa ăn thì nó không là vấn đề cho lắm, tại vì đậu nó có cái chỉ số đường huyết thấp. Chỉ số đường huyết thấp có nghĩa là nó không có tăng
cái lượng đường trong máu vọt lên như các thực phẩm khác các bạn. Thành ra còn như mình không thích ăn đậu thì mình phải tự lựa chọn cho mình là mình phải luôn luôn tập thể dục khi mình bị bụng đói thì cái kết quả đốt mỡ của mình cao hơn. Nói tóm lại là như vậy. Bây giờ mình sang cái nhóm người thứ hai, đó là các bạn nào mà đã bị tiểu đường rồi hoặc là kể cả tiền tiểu đường đó các bạn, thì nó khác ở cái chỗ là cái lượng đường trong máu từ bữa ăn bắt đầu xuất hiện trong máu từ 15 cho đến 20 phút sau khi miếng ăn đầu tiên vào trong miệng của mình, và nó tăng dần lên sau 30 phút, nó tăng dần lên và nó đạt đỉnh điểm trong khoảng 1 giờ trước khi nó giảm xuống cái mức mỡ trước khi mình bữa ăn trong vòng vài giờ các bạn. Thì vì vậy để kiểm soát được cái lượng đường trong máu một cách tối ưu đó các bạn, những người mắc bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường nên bắt đầu tập thể dục 30 phút sau khi bắt đầu ăn, sau bữa ăn rồi. Và lý tưởng nhất là tập thể dục 1 giờ đồng hồ, trong vòng 1 giờ đồng hồ để kiểm soát được cái mức đường huyết cao nhất trong máu của mình. Rồi nếu mà mình phải chọn một bữa ăn duy nhất để tập thể dục trong ngày đó thì sau đó thì đó sẽ là buổi tối nhé. Rồi nếu tại vì cái nhịp nhịp sinh học kiểm soát lượng đường trong máu sẽ giảm dần trong suốt cả ngày, nhưng mà lý tưởng nhất là buổi sáng sẽ là bữa ăn lớn nhất trong ngày và mình nên tập thể dục sau đó, hoặc là cách thứ hai nữa đó, hoặc là mình tập thể dục sau mỗi bữa ăn các bạn nhé. Nói tóm lại như vậy để cho nó đơn giản cho mình. Rồi xin thân chào các bạn, thì tới đây là cái bài nói chuyện của mình chấm dứt. Và các bạn có thể nghe con chó của mình nó gầm gừ đằng sau. Rồi, ok. Nói chuyện với các bạn trong một bài nói chuyện sau. Thank you. Bye bye. Ok.